thua Syria, Việt Nam mất suất dự U20 châu Á 2025. Trận thua Syria 0-1 khiến Việt Nam đứng ngoài nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt, không còn cơ hội dự vòng chung kết U20 châu Á 2025. Ghi bàn, Ngọc Chiến, phản lưới, 77. Vòng loại U20 châu Á 2025 có 10 bảng. Lấy 10 đội nhất và 5 đội nhì thành tích tốt nhất để cùng chủ nhà Trung Quốc thi đấu vòng chung kết. Do có bảng 4 đội, nên đội nhì ở bảng 5 phải bỏ đi kết quả với đội xếp cuối. Vì vậy, Việt Nam trừ đi trận thắng Bhutan xếp cuối bảng A 5-0, còn 6 điểm cùng hiệu số ỏi 5. Sau loạt trận đêm qua, Việt Nam tụt xuống thứ 6. Đội có cùng điểm số nhưng thua Thái Lan và Jordan về hiệu số bàn thắng bại. Ba đội nhì có thành tích tốt nhất là Yemen, Kyrgyzstan và Australia cùng được 7 điểm. Trước đó, trong trận cuối bảng A trên sân Lạch Tray, Hải Phòng, Việt Nam và Syria thi đấu với tâm lý cầu hòa, kết quả vừa đủ để có thể dắt tay nhau đi tiếp. Hai đội chơi chặt chẽ nên không có cơ hội thật sự nguy hiểm nào được tạo ra trong hiệp 1. Thế trận tương tự diễn ra trong 30 phút tiếp theo hiệp 2, trước khi Syria đẩy cao tốc độ với nhiều pha tấn công nguy hiểm từ biên trái. Phút 75, Anas Dahan sút xa từ khoảng 22m chết bên trái. Dù bóng đi trúng vị trí, thủ môn Phạm Đình Hải xử lý không tốt khi đẩy sượt tay, đưa bóng vọt xa. Ngay sau đó, Syria đá phạt góc, bóng sượt đầu Yushan Ka rồi đập tiếp đầu Nguyễn Ngọc Chiến trong thế bị động bay vào lưới. Nguyễn Công Phương, số 10, đi bóng trước vòng vây đối phương. Ở trận Việt Nam thua Syria 0-1 tại lượt cuối bảng A vòng loại U20 châu Á 2025. Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng thể lực suy giảm khiến đội không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đội khách. Phút bù thứ nhất, chủ nhà phối hợp tốt bên cánh phải, trước khi cầu thủ vào sân thay người Hoàng Khanh chọc khe cho Hoàng Minh Tiến dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. Thua chung cuộc 0-1, Việt Nam xếp nhì bảng A với 9 điểm, cùng hiệu số U10, còn Syria dẫn đầu với 12 điểm tuyệt đối. Đội hình xuất phát: Việt Nam, Phạm Đình Hải, Đặng Thanh Bình, Nguyễn Bảo Long, Lê Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Lê Tuấn Khải, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Quang Duyệt, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Công Phương, Hoàng Minh Tiến. Syria, Maxim Saab, Mohammad Al-Muta, Hassan Al-Mahouk, Ahmad Ankalu, Wesam Dukhan, Abdurrahman Alaya, Ahmad Saufi, Anas Dahan, Mamdou Gouda, Mahmoud Aloma, Yusha.